Ok, chào các bạn. Xin chào những người đã và đang nuôi chim cu gáy và những bạn đam mê chim cu gáy. Hôm nay Thao chim cu gáy miền Bắc với cái kênh chim cu gáy hay ở trên YouTube và trên Facebook sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm nho nhỏ để mọi người cùng tham khảo. Và đây là cái kinh nghiệm thực tế của mình. Kính thưa các bạn là cái bệnh chim cu gáy thì có một số bệnh, bệnh đi ỉa, bệnh đau mắt, bệnh đậu và một số những bệnh khác nữa, nhưng về cơ bản là nó là cái bệnh đau mắt và bệnh bị sùi 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 cổ họng, sùi mép, sùi mỏ, sùi hầu, sùi vành mắt và có đậu, bã đậu, có mủ và chảy nước mắt ở chim. Đó là cái bệnh nó xảy ra vào giai đoạn mùa đông mùa xuân, nghĩa là mùa mùa cuối đông. Thì một trong những cái bệnh mà đi đến cái cầu tử của con chim cu gáy, mặc dù các bạn nuôi chăm sóc rất cẩn thận nhưng mà cái bệnh này nó vẫn cướp đi biết bao nhiêu con chim hay của các bạn. Thì hôm nay trên cái kênh chim cu gáy hay, trên cái tinh thần là chia sẻ và cũng trên cái tinh thần có một số các bạn đã gọi điện cũng như là comment trên cái mạng xã hội là yêu cầu mình làm cái clip, thì mình quyết định mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ cái kinh nghiệm để cứu tính mạng cho những chú chim cu gáy thật là đáng yêu của chúng ta. Thì về cơ bản thì chúng ta hôm nay clip này mình sẽ nói duy nhất một cái bệnh gọi là bệnh đau mắt đậu. Tên này cái trong dân gian thì gọi là bệnh đau mắt hoặc là bệnh đậu. Chim cu gáy nó thuộc họ nhà gà. Và các bạn nên nhớ là một trong những cái bệnh này là nó là bệnh rất nguy hiểm. Đầu tiên triệu chứng của nó là nó sẽ bị chảy nước mắt và chim chậm ăn, kém ăn. Triệu chứng thứ hai là chim nó bị sùi mỏ, bị loét ở cái vành mép hoặc ở trong hầu, hàm trên, hàm dưới, sưng và lệch mắt, rồi lem nhem, chảy nước mắt, rồi có những nếu mà các bạn bắt con chim ra trong nó có những cái lưỡi của nó sẽ bị đốm đen hoặc là nó nắn ra ở cái phần mũi của nó có những cái mủ đậu, nó trông như những cái mùn đậu 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 mình ăn trắng tinh và bằng hạt bột các bạn nắn ra là nó như vậy. Và cái bệnh đậu này nó có tính chất lây lan, ví dụ như là chúng ta nhốt chung một cái chuồng thì có thể là một con bị nó sẽ dẫn đến những con khác. Và nguyên nhân của cái bệnh này thì nó phần lớn là do cái độ ẩm cao. Độ ẩm cao thì chúng ta nuôi chim ở những cái khu vực chuồng chăn nuôi bò lợn và đặc biệt là gần những cái trại trại gà rất là nguy hiểm, bởi vì cái bệnh này nó lây qua đường không khí rất là cũng cũng rất là dễ lây. Ngoài ra những cái bệnh đường hô hấp mà nó lây qua đường đường ăn uống, nghĩa là một con bị nó uống ra cái phần nước trong cái máng uống, con khác thò mồm vào nó cũng sẽ bị lây, hoặc là cũng có hoặc là qua cái nguồn không khí. Bây giờ là đang cái mùa tháng 11 âm lịch thì nó rất là hay bị từ cái nguồn không khí. Mặc dù con chim mình cọ máng rồi cho ăn rất là sạch sẽ nhưng mà ngơ đi 2 ngày mình không đấy, mình thấy mắt nó cứ lèm nhèm, nó cứ ướt ướt mắt, chảy chảy, hoặc là chúng ta nhìn ở dưới hầu, ở trong khóe mũi, hoặc là trong họng, hoặc là trong cái vành miệng của nó bị loét, bị lợt là nó không muốn ăn. Thì những cái triệu chứng như thế dần dần khiến cho chim sẽ không không muốn ăn, gầy dần và lờ đờ không gáy. Thì đấy là cái bệnh gọi là mình tạm gọi là bệnh đau mắt đậu. Đó là hai bệnh, bệnh đau mắt và bệnh đậu. Thì cái bài thuốc như sau. Đó là mình vừa nói cái triệu chứng và những cái nguyên nhân như vậy. Thì bây giờ cách 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 chữa thì như sau. Ví dụ như con chim này. Các bạn thấy là con chim này là con chim mình đã nuôi rất là lâu rồi. Cái mùa sung kia nó gáy rất là ok. Nhưng các bạn nhìn thấy cái khóe mắt của nó đây này, vẫn còn ướt là do mình bôi, mình nhỏ, mình chữa. Đó, nếu như các bạn nhìn kỹ cái con chim này thì là nó là như vậy. Mình zoom lại một chút. Đó, con chim này cái khóe mắt của nó rất là ướt. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là ướt, cái phần mũi này nó vẫn còn vàng vàng lông. Đây là nguyên nhân là mình vừa dùng thuốc xong thì cái phần lông nó vẫn bị ướt. Nhưng mà con chim này đến hôm nay thì nhanh nhẹn hơn và nó đã ăn 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 uống tốt rồi. Nhìn con chim nó đã nhanh nhẹn rồi. Cách đây 2 hôm thì nó đã cù rủ, và nếu như mà như như các bạn không quen, không biết, không có kinh nghiệm thì con chim này nó sẽ bỏ ăn, gầy dần và dẫn đến thiệt mạng, và các bạn có những cái rất là đáng tiếc trong cuộc sống. Thì
Chú chim này là một trong những cái bệnh nhân mà được mình chữa khỏi. Và mình khẳng định rằng cái này là mình đã thực hiện rồi nhá, không có cái gì phải lăn tăn cả. Các bạn cứ làm theo là sẽ ok. Đấy, như thế này là các bạn theo cái điều thêm một ngày nữa là sẽ hết. Hôm trước nó lắm lim di mắt mà hẳn hoi, nó không có cái dấu hiệu là nhanh nhẹn một tí nào cả và tịt gáy đó. Thì con chú chim này thì là một trong những bệnh nhân, thì cái cách chữa như sau: các bạn ra cửa hàng thú y, các bạn mua cho mình cái đây, cái này là mình cứ gọi là cái thuốc tetramycin D. Trên cái biểu tượng này là dung dịch, này là dung dịch uống và bôi. Thì cái dung dịch của cái này bên trong nó là ghi rõ là mụn loét ngoài da, đậu gà đó. Thì khi các bạn thiên về những con mà nó bị đậu hẳn thì các bạn chữa cái này thì tuyệt đối tuyệt tuyệt vời rồi. Thì đây là cái lọ của nó, đó, tetramycin D, đậu gà mụn loét ngoài da đó. Các bạn thấy là trên cái thuốc nó ghi rõ là nhỏ trực tiếp vào miệng hoặc là pha vào nước uống đấy, liên tục từ 3 đến 5 ngày đấy. Gà con là 1 ml nước cho 20 giọt cho 1 kg trọng trọng thể hay 1 lít nước đó. Thì các bạn nên nhớ là các bạn lên, nếu như các bạn phòng thì các bạn nhỏ vào và các bạn pha vào nước uống định kỳ. Và cái mùa này thì các bạn lưu ý là tháng 10, tháng 11, tháng 12 và tháng 1 âm lịch là các bạn lên định kỳ mỗi tháng cho uống phòng một lần, thì là con chim của bạn không bao giờ nghĩ đến cái việc đậu và đau mắt. Đó là mình khẳng định luôn, bởi vì cái dung dịch của cái này nó rất là cay, nó cay như là ớt, như là bù tạp ấy. Thì mặc dù con chim nó có thể khó chịu nhưng mà cái trùng, cái khuẩn, cái vi khuẩn đậu, vì khi khuẩn đau mắt nó sẽ bị diệt và nó sẽ phòng và chữa cái bệnh đau mắt và bệnh đậu. Ngoài ra thì các bạn có thể là cái này các bạn nhỏ thẳng vào khoang miệng hoặc là bôi vào vành mắt thoải mái. Mình đảm bảo là con chim nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, mặc dù nó hơi khó chịu nhưng mà nghĩa là thuốc đắng thì dã tật, các bạn nên nhớ là như vậy. Có một trong cái điều dân gian là các bạn biết là tại sao mình chữa được đau mắt, bởi vì các bạn nhét cả một quả ớt gió vào vào miệng con chim nó sẽ ăn và nó sẽ khỏi bệnh đau mắt. Đó là trong dân gian là như vậy, bởi vì cái thành phần và cái sự gọi là khó chịu cũng như là mình con chim ăn quả ớt mới lại bôi cái dung dịch này vào. Các bạn biết là nó rất là lồng, rất là cay, nhưng mà thực ra là bôi vào thì sau đến ngày hôm sau là gần như là nước mắt sẽ ngừng không chảy, và những cái bã đậu mà nó bị loét mà các bạn nặn ra, các bạn nhỏ vào khoang miệng là con chim nó sẽ liền, nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Ngoài ra thì cái bệnh đau mắt thì các bạn có thể dùng một quả ớt các bạn nhét vào mỗi một ngày cho con chim nó ăn. Và cái phần mắt các bạn nên mua cái loại thuốc đau mắt ngoại loại 20.000 một nọ ở của người, các bạn nhỏ vào vào vệ sinh vào cái vành mắt đó, thì là kết hợp với cái đậu tita này thì các bạn chữa thiên về đau mắt và bệnh đậu là rất là tuyệt vời. Bản thân mình khẳng định là cái bài thuốc này là đã trải nghiệm và các bạn cứ làm theo. Nếu các bạn không hiểu các bạn có thể gọi cho bên mình là số điện thoại là 01 63 53 05 982. Và đây cũng chỉ là một cái bài với cái kinh nghiệm nuôi thực tế của mình chia sẻ cho mình, ghi rõ tên thuốc và cái dấu hiệu triệu chứng như vậy để cho anh em tham khảo. Không có tính chất gì, nếu anh em nào biết rồi cũng có thể bỏ qua, cũng xin đừng ném đá hay xin đừng comment những cái câu lời lẽ không ra cái gì cả. Cuộc sống là như vậy, cho đi là nhận lại. Các bạn nên nhớ là xã hội internet là chia sẻ. Mình sẽ giao lưu với các bạn qua cái chủ đề chim cu gáy, bởi vì bản thân mình cũng đã là thích và nuôi, hiện đang nuôi con chim cu gáy. Đó là cái bài thuốc về chữa bệnh đậu và bệnh đau mắt ở gà. Thì với cái vườn của bên mình thì cũng xin giới thiệu nho nhỏ với các bạn là mình cung ứng ra cho anh em những cái giống chim rất là quý, mang ngỗng phấn hồng và những chim đầu mơ, rồi những cườm chim cườm 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 vừng. Đó thì chim non thì bên mình cũng cung cấp ra thị trường rất là nhiều.
Các bạn có những bạn đã tin dùng và đã mua đến bây giờ chim đã trưởng thành, đã gáy, đã sinh sản. Thì cái thế mạnh của bên mình là phát triển chim sinh sản. Và ngoài ra thì mình cũng có rất nhiều những chú chim nó lạ về phong cách. Đây là những chú chim mà bên mình vẫn thường giao lưu với anh em. Thì các bạn thấy là đây là những chú chim mà nó mình nuôi avi ra da ràng. Thời điểm này nó rét, mình cho lên đây để cho ăn riêng, chế độ đặc biệt. Các bạn thấy là cống cám lúa rất là sạch sẽ, nước rất là trong. Và này, cặp nào là mình đeo khuyên chân. Đấy, những con như con này là con nó gọi là đốm đầu. Đấy, con này là con đốm đầu. Và những con trong kia là những con cườm rất là rắc. Chim này nó vẫn còn là chim ràng ràng tầm 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, có con thì 2 tháng tuổi. Đấy, hai con trụm đầu này là hai có hai con chỉ 2 tháng tuổi. Đó, thế thì quý vị các bạn có thể là mua những đôi chim giống của bên mình, hoặc là những đôi chim bố mẹ sinh sản, hoặc là những chú chim khách. Những chú chim khách như chú chim này là cũng là họ nhà khách, nhưng mà chẳng qua là nó cũng rất là thuần thôi. Nhưng mà vừa rồi là nó có một cái vấn đề là bị đậu đậu và bị đau mắt. Thì các bạn thấy là nó đã nhanh nhẹn lên rồi và nó đã chuẩn bị chơi lại rồi. Đấy, các bạn thấy là nó cũng rất là thuần thôi, nhưng mà nếu như các bạn không kịp phát hiện, kịp thời không xử lý thì nó sẽ đi vào cái việc mà là mình không tuổi thọ nó sẽ hết. Các bạn biết là rất là buồn. Thì ngoài ra thì bên mình cũng cung cấp ra thị trường những chú chim khách theo tiêu chuẩn của các bạn, hoặc là những chú chim mồi. Ở đây thì mồi cây và mồi đất. Anh em ở ngoài Bắc thì chơi nhiều mồi cây nhiều hơn, anh em ở miền Nam thì chơi mồi đất. Thì mồi cũng như vậy, hoặc là những chú chim đốm trắng ở đầu, hoặc là những chú chim hồng hồng toàn thân và vẫn lên cườm như thế này. Đó, thì ví dụ như là chim non của chúng thì như thế này. Đây là những chú chim chim hồng, đây chú chim hồng non này. Các bạn nhìn rõ này, đây là chú chim hồng non này. Đó, đó, ở giữa màn hình đó, đây là chú chim hồng non, và đây là những chú chim đốm ở đầu, đó, đốm ở đầu đó. Thì các bạn thấy là nó cũng là cái trên cái mạng xã hội thì mình cũng xin phép chia sẻ một chút về bản thân, cũng như cái kênh vừa là nuôi đam mê, vừa là giao lưu, và cũng có thể nói là các bạn biết được những cái nguồn thông tin chính thống để các bạn giao lưu với mình, cũng như mình giao lưu với các bạn. Thì cái clip này xoay quanh lại là mình cũng giới thiệu qua là địa chỉ của mình thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình tên là Thao, với anh em bà con cũng hay gọi một cái tên thân thuộc là Thao chim cu gáy. Thì hy vọng rằng sẽ được giao lưu rộng rãi hơn, và một cái chút nho nhỏ mình chia sẻ cái chủ đề về chữa bệnh cho chim. Và các bạn có thể thấy cái video này bổ ích, các bạn có thể like hoặc là comment. Video sau mình sẽ giới thiệu một số những cái vấn đề và một số những cái bệnh của chim cu gáy và chữa bệnh. Thì các bạn thấy thì các bạn có thể đăng ký kênh, bên mình sẽ tiếp tục ra những cái clip tiếp theo để xây dựng cái diễn đàn chim cu gáy này thật là nhiều người theo dõi. Cuối video mình không biết nói gì hơn là các bạn có thể là các bạn có thể theo dõi, đăng ký kênh, và xin chân thành cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể gọi cho mình là cái số điện thoại 01 63 53 05982. Mình dùng Zalo bằng cái số này, và Facebook là chim cu gáy hay, trên YouTube mình có cái kênh chim cu gáy hay, các bạn có thể tương tác hoặc comment. Đó, chúc các bạn sớm phát hiện ra những cái dấu hiệu như trên, và các bạn có được niềm vui, có được chú chim hay trong cái thời gian chơi chim của mình. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Anh em khi mà đặt chim qua mạng của mình á, thì anh em cố gắng nhìn cái con dấu niêm phong như này nhé. Nếu như có cái gì bất thường mà bị rách niêm phong, hoặc có gì anh em có thể là alo cho mình. Đây là một cái tài liệu rất là cẩn thận để cho mình mua con chim và nhận con chim làm sao cho nó chuẩn chính xác. Thường là cái phiếu của mình nó sẽ
Đó, cái đấu phiếu này mình dùng đó, thì mình sẽ đóng vô đây. Đó, đóng vô đây thì mình sẽ có cái logo này của mình. Đó. Thì mình sẽ đóng vào đây. Và cái phần người nhận và thông tin đầy đủ như thế thì mình sẽ ghi đầy đủ thông tin của mình ở đây. Anh em lưu ý là mình sẽ làm rất là cẩn thận và mình rất là nghiêm túc trong cái việc làm ăn lâu dài. Và nếu có được cơ nhà có con máy, anh có nhớ Ok. mùng một, anh có nhớ mùng một tháng chín các bạn một đôi thiên ta vào đấy không? Ừ, giờ đẹp lắm rồi, À, mùng 1 tháng 9 á. mùng một tháng chín này ở Mùng chuyển về đâu một đôi gì? Bắc Linh đôi người ta ấy. À đôi người ta, bây giờ đẹp à? Đẹp rồi, Lấy cơm bây giờ mọc gần gu tốt chưa? Lấy chưa, cơm bây giờ mọc gần gần hết. À nhưng mà đẹp đúng không? Và nhìn trông Chim đẹp. non bón hay là chim ăn rồi? Chim non bón đấy. À thế nào cũng biết bón siêu thế à? Ồ. Siêu phết nhỉ, bón đấy là không phải ai bón tốt đâu. Trời, đôi đấy là cường màu gần hết rồi, đẹp lắm rồi. À, nó mang ngỗng phấn hồng đúng không? Alo anh Thao à? Vâng. Em ở định Hải Phòng, hôm trước em bắt một cặp, em đi xe lên em bắt một cặp chim quái nhé. À ừ, nhớ rồi, rồi rồi Vâng. rồi. Anh ơi, cái con chim chim trống mà nó của anh, cái con mà bạc đầu ấy, nó có cái cườm bạc ấy, thì anh bán chưa? Nó ra chưa? Thế anh để lại cho em nhé. Thì xem nào, em thì cuối tuần em lên mà chở con cún thì nó lại chật xe. Hay anh mai anh cứ ship về về dưới này cho em. Thì em không Ship nhé. cho nó tiện, tội gì, anh em biết Đúng nhau rồi. rồi. Vâng. Thì Văn lấy em 1,5 triệu hả? đăng đăng kết Rưỡi đăng kết đúng rồi, không chắc băng chứ bảo thế à? đúng rồi, khổ quá Thưa, chả biết là nhớ hay không, nhưng thưa anh em biết nhau rồi nó khoái nhau thế. hôm em với thằng cọc kèo ấy, thằng công an Lạ đụng đụng gì vô hai ông đều làm rể ở ấy. chỗ ấy. Nhưng mà cái cơ đôi chim đấy là cái con hôm ấy nó sơ ý quá, cái cánh của nó vì thế chắc là nó cũng không vấn đề gì lắm đúng không? Dạ không anh ạ, về vẫn ok. vâng Nhìn đẹp thích đúng không? vâng Được được rồi, thế thì bắt mai mà bắt đầu thông tin thì mai mình chuyển cho. vâng thì anh cứ ship về chỗ ngã năm Kiến An cho em là được. Ngã năm Kiến An. Kiến An à? Vâng Ôi giời, sáng nay vừa chuyển của ông về Kiến An xong. đấy, thì em cứ nhận được ngay ngã năm ấy, xe hô nó hay chờ đấy mà. Ngã năm Kiến An Hải Phòng, ok. Vâng, Vâng. anh cứ chuyển đấy cho em nhé, là ghi số điện thoại của được, em xin là định 705 405 98 598. Cái này mai em là tháng mai thì chắc là phải tầm 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 như bây giờ là tầm khoảng 3 giờ đến 4 giờ là nghe máy là có người giao đấy. ok anh. Rồi rồi, ok. Vâng 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 anh nhắc. Vâng vâng anh. À thế này còn cái cước đi từ Hà Nội về Hải Phòng là bạn giả cho lái xe cái nhá. Ok, đơn giản. Vâng, ok anh nhé. Vâng. Yeah.